Hiệp thông trong thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse xin cho được bình an và xin đi đường bình an. Xin Chúa tha thứ tội lỗi và xin Chúa ban ơn hoán cải cho người thân. Xin Chúa chữa lành bệnh tật, cầu cho các linh hồn Maria, Pedro, Lorenzo, Giuse Phan Văn Biện, Giuse Cư và Gioan Bautista, các linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì đại dịch và chiến tranh, các linh hồn các tu sĩ, các linh mục. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Ngày thứ sáu trong tuần, chúng ta kính thánh tâm Chúa Giêsu, và giờ đây chúng ta ăn năn thống hối tội lỗi. Xin thánh tâm Chúa tẩy rửa tâm hồn chúng ta, xin thánh tâm Chúa che chở bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù là chính ma quỷ, là sự dữ ở đời này. Vậy anh chị em ăn năn tội và cầu nguyện. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em không cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chết chết khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nghe có tiếng từ trời phán cùng tôi rằng: ngươi hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trên tay thiên thần, đứng trên biển và trên đất. Tôi liền đến xin thiên thần trao cho tôi cuốn sách ấy, và người nói với tôi: ngươi hãy cầm lấy sách mà nuốt đi, nó sẽ làm cho ruột gan ngươi đầy cay đắng, nhưng miệng ngươi lại cảm thấy ngọt ngào như mật. Tôi cầm lấy cuốn sách từ tay thiên thần mà nuốt, miệng tôi cảm thấy ngọt ngào như mật, nhưng khi tôi đã nuốt rồi thì nó làm cho ruột gan tôi đầy cay đắng. Bấy giờ tiếng lại phán cùng tôi rằng:
ngươi còn phải nói tiên tri cho nhiều dân, nhiều nước, nhiều ngôn ngữ và nhiều vua chúa nữa. Đó là lời Chúa. Những lời sống của Chúa ngon ngọt thay cho cô hồng con. Những lời sống của Chúa ngon ngọt thay cho cô hồng con. Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huân, dường như đường mọi thứ giàu sang. Lời nghiêm huân của Ngài là điều con ưa thính, cao thanh chi Ngài là những bậc cố vấn của con. Những lời sống của Chúa ngon ngọt thay cho cô hồng con. Đối với con, luận pháp do miệng Chúa đáng chuộc hơn vàng bạc châu mau muôn ngàn. Những lời sống của Chúa ngon ngọt thay cho cô hồng con. Những lời sống của Ngài ngon ngọt thay cho cô hồng con, ngọt hơn cá mần ông đồ miệng con. Những lời sống của Chúa ngon ngọt thay cho cô hồng con. Lời Ngài nghiêm huân là sáng nghiệp của con muôn đời, vì những điều đó khiến cho lòng con hoan hỷ. Anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: Có lời chép rằng nhà ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp. Và hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tin mừng đều bốn tin mừng đều cho chúng ta biết Chúa Giêsu vào đền thờ và người thanh tẩy đền thờ. Riêng tin mừng Thánh Gioan, chúng ta thấy Thánh Gioan viết kỹ hơn. Chúa vào trong đền thờ rồi Chúa lấy dây chắp lại thành roi,
đánh đuổi, xô đổ bàn ghế của những người buôn bán đổi chác tiền bạc ở trong đền thờ. Và Chúa cũng tuyên bố: phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta xây dựng lại, vân vân. Nhưng hôm nay chúng ta nghe tin mừng Thánh Luca thì Ngài lược bớt hầu như gần hết. Ngài nói chỉ có một phần nhỏ thôi. Chúa Giêsu vào đền thờ và người đuổi những người buôn bán tại đó và nói với những người buôn bán rằng: nhà ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp. Lời nói này của Chúa mặc dù ngắn, mặc dù đơn giản hơn bên tin mừng Thánh Gioan thật, nhưng nói lời của Chúa xem ra nặng nề. Bởi những kẻ buôn bán trong đền thờ giờ đây bị Chúa coi là những kẻ trộm cướp. Và việc mà họ buôn bán ấy, việc mà họ đổi chác tiền bạc ấy là hành động họ biến nhà cầu nguyện, nhà của Chúa thành sào huyệt trộm cướp. Như vậy, thứ nhất đó là họ đã trở thành những kẻ trộm cướp. Thứ hai, họ đã làm nhơ bẩn nhà cầu nguyện của Thiên Chúa đến mức nó như sào huyệt của bọn cướp vậy. Thì đúng là những điều Chúa nói khá nặng nề. Vậy vì đâu, lý do nào mà nội dung tin mừng hôm nay của Thánh Luca lại lên án một cách nặng nề hết sức đối với những kẻ buôn bán, anh chị em? Nhiều người giải thích rằng lúc bấy giờ người La Mã họ sử dụng đồng tiền của họ. Ở trong tất cả những vùng miền mà đế quốc La Mã nó chiếm đóng, Palestine, quê hương của Chúa, cũng là nơi mà đế quốc La Mã đang chiếm đóng. Và họ đã thực hiện một chế độ gọi là chế độ bảo hộ, biến quê hương của Chúa thành đất bị đô hộ, thành đất thuộc địa. Và vì thế cho nên không còn chủ quyền nữa, mà chủ quyền đã bị cướp mất bởi đế quốc La Mã, bởi chánh quyền bảo hộ La Mã. Và vì thế họ đã đem đồng tiền của họ vào để trong quốc gia Israel và những vùng của Palestine đây sử dụng. Nhưng người Do Thái, nhất là người biệt phái và những người Do Thái đạo đức, họ không bao giờ chấp nhận cho việc đồng tiền của kẻ ngoại vào trong nơi đền thánh Jerusalem. Và những người trông coi đền thờ mới nghĩ ra cái chuyện dân Chúa, tức là dân Do Thái từ khắp nơi trong đất nước đó, mỗi năm hành hương đền thờ, họ phải sử dụng tiền của đế quốc La Mã trên đường đi. Họ không thể sử dụng tiền Do Thái được. Họ có thể mang theo nhưng không, có khi đến nơi phải đổi tiền mới bỏ vào tiền trong đền thờ được. Và vì thế lợi dụng điều này, những người buôn bán, những người đổi chác tiền bạc nâng giá lên. Bình thường ở ngoài có thể là 1 đồng La Mã bằng 3 đồng Seken chẳng hạn. Đồng Seken là tiền của Do Thái, đơn vị tiền của Do Thái. Và bây giờ họ có thể nâng khống lên 1 đồng của La Mã. Bây giờ người dân đạo đức một năm hay cả một đời mới đi hành hương đền thờ 1 lần, thì họ cũng chẳng tiếc đồng tiền của họ là mấy. Thành ra bây giờ phải đổi 7 đồng, 10 đồng. 1 đồng tiền của La Mã bây giờ phải đổi ra nghĩa là không đáng gì cả, phải 7 đồng, 10 đồng tiền Seken mới có thể đổi.
tức là 7-8 đồng La Mã mới có thể đổi được một vài đồng Siken chẳng hạn, thì họ đã ăn gian quá đổi. Và đó là một sự trộm cắp, đó là một sự nâng khống giá. Rồi người đi đường xa không thể mang theo trâu bò gì, không thể mang theo chim bồ câu gì, đến nơi đây có người bán thì những người buôn bán này cũng lại nâng khống giá lên. Một con chim bồ câu 2 đồng bây giờ có thể nâng lên 10 đồng, 20 đồng. Và vì thế cho nên Chúa không chấp nhận điều đó. Chúa thanh tẩy đền thờ cũng là thanh tẩy lòng người, cho những kẻ buôn bán, cho những kẻ đổi chác một cách bạo trợn này phải biết rằng họ phải sống đúng lương tâm, họ phải sống đúng với chỉ thị của Thiên Chúa. Họ là dân của Thiên Chúa, họ không được bóc lột chính đồng bào của họ, không được bóc lột chính những người là quê hương xứ sở của họ. Anh chị em thân mến, với hành động thanh tẩy đền thờ của Chúa thì không chỉ dừng lại ở việc thanh tẩy đền thờ, mà Chúa muốn thanh tẩy lòng người. Chúng ta cũng phải thấy điều này để chúng ta ý thức mình hàng ngày thanh tẩy chính tâm hồn của mình. Bởi hơn bất cứ ngôi đền thờ nào, tâm hồn chúng ta phải thật sạch sẽ, phải thật được trang hoàng một cách tốt đẹp nhất, để với ơn Thánh Chúa mà chúng ta tập trong những nhân đức của mình để đạt được ơn Thánh ấy, thì cuộc đời của chúng ta, tâm hồn của chúng ta mới xứng hợp là đền thờ thật sự. Vậy qua việc Chúa thanh tẩy lòng người, chúng ta biết rằng Chúa cũng muốn thanh tẩy mỗi người, để từng người chúng ta luôn luôn là những con người có ơn cứu độ, có sự hiện diện của Chúa, có chính lòng thương xót mà Chúa ban cho mình, để chúng ta thật sự là công dân nước trời, là người Kitô hữu, thật sự là đền thánh của Chúa, thật sự là nơi Chúa đang ngự trong cõi lòng mình, trong tâm hồn mình. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con thành kính dâng lên Chúa lễ vật này, xin vui lòng chấp nhận và giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa, để mai ngày đạt tới phúc trường sinh.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội, mà Chúa muốn người sống như chúng con để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thời sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lên. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai đức giám mục
Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Maria, Phêrô, Lorenzo, Giuse, Gioan Bautista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tôn đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc
cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa ở trong Thiên Đình Thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng cố gắng chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Sống lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Đức Kitô con Chúa như lời người truyền dạy, và chúng con đã được rước mình và máu thánh người. Cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.